Ê, chào mọi người nha, em có hai cái đầu echo này. Echo cái đầu chưa đổi xăng nha mọi người, gọi là chưa đổi xăng, chưa dùng này bao hơi lửa cho mọi người nha. Đó. Mới tên đó. Thì cái này mình muốn lên máy phát cỏ thì nó cũng không có khó khăn gì đâu nha mọi người. Muốn lên máy phát cỏ thì đầu tiên mình test, tại vì em chưa có, nói chung là em chưa có thử nha và em chưa có làm, thì nó cũng có bốn, nó cũng là tâm tâm 260 á. Thì cái tâm này nó hơi sâu à, mình mở cái này ra, mở cái này ra. Đầu tiên là mình thử nha, đầu tiên mình thử tâm 260 lắp vào bốn ốc trên này này, ốc dưới ốc trên luôn. Ốc này nó không phải đâu à, thì mình lắp thử, tại vì ốc gắn tâm này nó sẽ sâu, sâu chắc khoảng 3 phân. Mình sẽ lấy ốc tầm khoảng 4 phân rưỡi đến 5 phân đó, để mình lắp lắp thử vào. Nếu mà ok thì mình không cần phải chế, còn nếu mình lắp mà nó không vừa thì mình tháo cái cục này ra, mình bỏ đi ha. Mình tháo cái cục tâm tâm ngoài bỏ đi, rồi mình tiện cái cốt cho đây nè, tiện cái cốt mà mình lắp cái chuông này vào sâu vào trong ha. Lắp cái chuông này ngang bằng với cái gì đó. Chế là chế ngang nha. Hàng này nó chưa đổ xăng luôn nha mọi người. Mới tin. HT13 này không, này ba mấy ly nha mọi người. Không rõ. Mới tin nè, ba hơi lửa cho nha. Này. Này chưa có đổ xăng luôn. Bộ đèn thui. Còn này cái bình xăng của nó chứa xăng này, lâu nè, nó chảy nè mọi người. Đấy là chảy bên trong á. Nhìn cái xăng nó lâu quá rồi, cái nó keo keo này. Về xúc bình xăng đi nha. Hai này là bao hơi lửa nha, thì hai cái đầu này em để cho 1,1 triệu kia. Hai đầu này để cho 1,1 triệu, tính ra là 550 một đầu á mọi người. Này em bán cặp luôn cho anh em về dọn cho nó ngon nha. Nhìn là biết là nó chưa dùng chưa nha mọi người. Bao hơi lửa. Đầu máy này đủ đồ nha, anh em về mua cái tâm chế lên thành máy phát cỏ, phát ngon lắm, bốc lắm. Chào mọi người.